Hiện nay khắp nơi trên các cánh đồng, bà con nông dân huyện Quảng Điền đang tập trung thu hoạch lúa đông xuân. Cùng với giá cả đang thuận lợi, qua đánh giá thăm đồng của cơ quan chức năng, đây cũng là mùa vụ bội thu với năng suất đạt trên 71,5 tạ một hecta. Cũng như nhiều nông dân khác, vụ sản xuất đông xuân năm nay, gia đình nông dân Lê Hữu Oai đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên cây lúa phát triển rất tốt, năng suất bình quân mỗi sao lúa đạt trên 3,5 tạ. Riêng đối với giống lúa VNR20 trong vụ thử nghiệm đầu tiên đã cho thấy thành công rõ rệt. Đây là loại lúa có đặc điểm kháng chịu sâu bệnh tốt, cây cứng, chống đổ ngã, thích hợp trên đất phèn mặn và cho năng suất trên 4 tạ một sao. Dạ, gia đình là làm trong vòng 3 mẫu và khả năng trong vòng 1 tuần nữa là gặt hái đã thành công. Năm nay là bình quân là 1 sao 3 tạ. Giá thành thì cũng hợp lý, và một tạ là 8,5 tạ. Người dân cũng rất phấn khởi. Vụ sản xuất đông xuân năm nay, huyện Quảng Điền đưa vào gieo sạ 4.181 hecta lúa các loại. Nhờ yếu tố thời tiết thuận lợi cùng với việc đẩy mạnh ứng dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật sản xuất nên các diện tích lúa phát triển khá tốt. Năng suất lúa toàn huyện đạt 71,5 tạ một hecta. Những địa phương vùng trọng điểm lúa như Quảng An, Quảng Thành, Quảng Phước, Quảng Thọ năng suất trên 76 tạ một hecta. Đến thời điểm hiện nay, toàn huyện Quảng Điền đã thu hoạch được 2.948 hecta. Theo lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết, vụ lúa đông xuân năm nay, nông dân trên địa bàn huyện vừa vui vì được mùa, vừa được giá. Đối với cái lúa thì năm nay thì được mùa gần như là toàn diện. Qua thăm đồng đánh giá năng suất sản lượng thì bình quân là 76,5 tạ trên ha. Song song với là thu hoạch vụ đông xuân thì Ủy ban xã cũng đang tập trung triển khai chỉ đạo cho hai hợp tác xã vận động bà con để triển khai cái vụ hè thu. Quan tâm nhất đối với Ủy ban xã hiện nay đó là cái việc vận động bà con là xử lý cái rơm rạ sau thu hoạch, hạn chế cái tình trạng là đốt rơm rạ ảnh hưởng tới cái môi trường. Cùng với đó, những ngày này bà con nông dân trên địa bàn huyện Quảng Điền đang đẩy nhanh cả khâu chuẩn bị xuống vụ hè thu. Đến thời điểm hiện nay đã tiến hành cày lật đất 520 trên 3.905 hecta lúa hè thu, đồng thời chuẩn bị giống, phân bón, dọn vệ sinh đồng ruộng để bắt đầu gieo sạ lúa hè thu. Với sự chỉ đạo rào riết của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự tích cực lao động của bà con nông dân cũng như quá trình đẩy nhanh cơ giới hóa vào sản xuất, toàn bộ diện tích lúa đông xuân của huyện sẽ hoàn thành khâu thu hoạch trước ngày 15 tháng 5 và tiến hành xuống giống vụ hè thu theo đúng khung lịch của Ủy ban nhân dân huyện.